Lời nói đầu tiên thì cho Long xin gửi những lời chào thân ái, những lời chúc tốt đẹp toàn thể anh em xem về bánh canh của Long nha. Thì hôm nay Long sẽ làm cho anh em một cái chủ đề mà về cái con gà đổ cận huyết ha. Thì trước khi mà nói về cái vấn đề này thì có một bạn hỏi mình là con gà mà lông đuôi nó màu đen mà nó có những cái khoang vàng. Trước đây Long có nói chắc bạn không để ý ha. Thì con gà mà lông đuôi màu đen có những cái khoang vàng đó là những con gà đó là cái giai đoạn đó khi nó đang ra cái lông đuôi á, anh em biết không, là nó bị nhiễm bệnh nên cái nó bị cái chớn cái khoang vàng đó, chứ con gà nó bình thường không có gì hay hết, anh em hiểu không? Hay là bản thân con gà hay. Những con gà mà khi mà nó ra cái lông đuôi á, mà nó trong cái quá trình nó ra nó bị nhiễm bệnh đó anh em, nó yếu trong mình nó thì nó sẽ có cái khoang vàng, tùy theo cái độ bệnh của nó mà nó có cái khoang đó. Ví dụ nó bệnh hai lần thì nó sẽ hai khoang nó thành cái đốt vậy đó. Thì anh em nuôi lâu anh em sẽ biết à. Còn gà thì xưa giờ thì ông bà mình nói thì mới là thực tế Long chơi ông thấy, thì ví dụ con gà mà nó khoang trắng mặt trăng thì nó hay vậy thôi, khá gà. Rồi vô cái chủ đề chia sẻ cho anh em ha. Thì tình cờ mấy ngày nay nói chung công việc Long cũng bận thì hôm gọi có đi ghé qua ông anh chơi. Anh này cũng đổ gà lâu năm rồi ha. Thì không mới nói Long ơi, đợt này anh làm thử cái này mà anh thấy nó cũng được. Thì tức là cái con gà mái, gà mái bướm của ổng á, nó mới đổ ra cái bầy trước á, gà con nó ăn quá đi, thì cái bầy sau nó lại thất bại anh em ha. Đổ qua con nào khác thì nó thất bại. Rồi cũng nghe anh em thì ổng mới chuột về một con gà nó ăn được 9 cái anh em ha, đang còn phong độ con của con gà mái đó. Thì ông anh đó ông mới lấy con gà trống con đó ông đạp với gà mái mẹ, với lại con gà trống đó đạp với mấy con gà mà anh chị em của cùng cái gia phả của nó, thì nó ra con đó, hiện tại là có thành tích là 3-4-5 cái, 6-7 cái có ha. Và nó ăn quá ông mới nói vậy á. Ông có chia sẻ cho mình thì đây là thực tế. Thì cái vấn đề mà Long không có khuyến cáo anh em đổ thì Long cũng rất là ngại, tại vì nói chung á, là nó có người sẽ đổ được, có người đổ không, thì nó giống như là mình nói với anh em á, nó cũng là cái vấn đề mà cái con nọc hạp với con mái á. Thì cái vấn đề này anh em đi sâu vô thì chưa có kết quả để mà cụ thể nói, thì ông anh mình thì ông mới làm vậy thử thì thấy ok đó. Rồi cũng có anh bạn mình thì anh nói nó càng ngày càng xuống. Rồi có ông, có người bạn, người em thì cũng cứ chia sẻ, nói chung là nhiều anh em chia sẻ về vấn đề đổ cận huyết ha. Thì mình dùng từ cận huyết là anh em hiểu không? Tức là con thì đập mẹ, hoặc là cha đập con, anh chị em họ đập nhau thì gọi là cận huyết ha. Còn trùng huyết là anh em cùng một mẹ một cha đạp thì gọi là trùng huyết. Thì cái này nó là cái thuật ngữ của mấy cái giáo sư hồi xưa, người ta ra định luật, người ta đã ra quy định nó vậy rồi ha, không có chế, không có ấy ha. Thì cái vấn đề này á, thì chia sẻ để cho những anh em nào có cái ý định muốn cản cận huyết hay gì đó thì anh em cũng thử làm thì theo trên cái dòng gà mình thôi. Nói chung là cái chuyện con gà nó ăn thua là do cái vấn đề của cái đàn gà. Còn cái thực tế thì ở ngoài anh em đổ người ta vẫn xài được. Đó. Thì mình nói với anh em vậy. Còn
mà anh em muốn tạo thành một cái dòng gà hay là gì đó thì cái điều đó nó rất là khó khăn anh em ha. Thì mình nói rất là nhiều lần rồi ha, nó phải là một người có nhiều tiền và có điều kiện, có thời gian. Còn chúng ta không đủ khả năng ha. Còn đổ mà qua lại thử thì mình thực tế là anh em người ta đổ ra có xài được ha. Còn cái vấn đề mà cái đàn gà mình nó không ăn thì cái mà cái tính ổn định của nó không tốt ha anh em ha. Thì ông nói vậy người ta quy về cái tính ổn định đó anh em ha. Vậy đó đôi lời chia sẻ với anh em ha. Rồi tiện thể có một ông anh mình đó, ổng hỏi một vấn đề về cái con gà mòng vua á anh em. Thì cái mòng của con gà anh em thì bây giờ ai muốn gọi sao thì gọi, còn mình chia sẻ theo cái kinh nghiệm mà mình biết ha. Thì đã có nói rồi, đã hướng dẫn, nhưng mà nó thực tế là những anh em mà ta muốn nhìn ở cái ngoài đời thực tế thì cái mòng vua mình nói anh em á, là mòng dâu cũng có ha, mà mòng mòng khế nó cũng có, nhưng mà nó quan trọng á, là nó xếp lớp ha, và nó dồn, nó đẩy cái mũi nó cái chóp mỏng anh em, nó chĩa vàng trước ha. Và nó mềm mại, nó sập con gà anh em nuôi nó càng, ví dụ như mấy con gà mà mòng mà nó cao nó dài á, là nó càng ngày nó càng sập vàng trước anh em ha. Thì cái vấn đề mà chia sẻ thì đã long đã chia sẻ nhiều ha, nhưng mà vẫn có cái sự thắc mắc, tại vì ông bạn ổng á, ổng mới mua một con gà mòng mòng ba lá chỉ thiên, thì ổng mới nói với ông này là mòng vua, ông này ổng nói không lại, ổng mới hỏi mình dạng như là có cái hình ảnh nào đó cụ thể chụp mà cận cảnh thì mình không có anh em ha. Thì hôm rồi mình có đổ ra được con mòng ba lá nó mòng vua á, thì mình cũng chia cho anh em rồi ha. Còn hôm nay để mình giới thiệu thêm về một cái số màu mòng để anh em hiểu ha. Thì trong con gà nó sẽ có mòng chích nè, mòng chà, mòng lá ha. Còn cái mòng chà thì nó là cái biến tướng của cái mòng chích và mòng lá. Mòng lỗ thì bất cứ một cái loại gà nào nó cũng có mòng lỗ hết ha. Thì trong cái tính trạng người ta quy cái mòng lỗ là nó là ren lặn anh em ha. Thì về tính di truyền á, thì cái mòng lá thì nó di truyền cao ha anh em ha. Mòng chích nữa à, cái tính di truyền nó cao. Cái mòng dâu chứ tính di truyền nó không cao bằng cái mòng lá và mòng chích ha. Thì khi mà trong cái mòng dâu mà kết hợp với mòng lá thì nó sẽ sanh ra cái mòng khế, tức là cái mòng ba lá anh em ha. Thì cái mòng ba lá đó thì gọi là đúng của nó là mòng khế. Thì anh em thấy cái trái khế nó có từng cái khứa cạnh nó lên như vậy thì ta gọi mòng khế đó. Thì mòng á, thì chủ đạo là mòng chích nè, mòng dâu, mòng lá ha. Rồi qua cái lai tạo sẽ có mòng chà ha. Rồi mòng lỗ, rồi mòng khế, rồi mòng dâu úp sỏ, rồi cái mòng khế mà nó kết hợp với cái mòng dâu úp sỏ thì nó ra cái mòng lưỡi búa đó. Thì đều là cái hình dạng thiên biến vạn hóa của cái mòng thôi. Nhưng mà để mà quy định á, ra những cái mòng á, để mình nói anh em về mòng á, thì theo cái kiểu hình của cái mòng á, thì người ta sẽ quy định thành là có mòng chóc nè ha, mòng chỉ thiên đó, rồi mòng cong đó, thì cái tên gọi trong nhân gian vậy đó, rồi mòng vua, rồi mòng úp sọ đó, rồi mòng lưỡi búa đó, rồi mòng chập ha. Mòng chập thì nó cũng là biến tướng của mòng dâu, nó do cái chất gốc chân mòng của nó thấp, hoặc là cái mòng ba lá vậy nó mỏng, nó nhỏ thì thành ra nó mềm á, là nó sụp thì nó thành mòng chập. Thì anh em biết á,
cái mồng chỉ thiên, tức là nó chỉ thẳng lên trên trời, gọi là chỉ thiên ha. Còn mồng chóc á, nó là cái mồng dầu điếc hai anh em ha. Đó. Thì cái mồng chỉ thiên này có thể là mồng dâu bình thường, dâu nhúng, rồi mồng khế ha. Rồi thì nó có cái phần nó chỉ thiên, nó chỉ thẳng lên trên trời thì gọi là chỉ thiên. Còn mồng chóc á, gọi mồng chóc á, thì nó là cái mồng dâu dâu điếc anh em ha. Và nó gom lại, nó chỉ thẳng lên trên trời. Và nó không có cạnh cái nhiều đó. Rồi ví dụ như mồng cong là sao, là tức là cái mồng mà nó từ cái gốc mỏ anh em, nó đi vào trong cái phần sọ, nó sẽ có một cái phần nó láng, nó thay vì từ cái gốc mỏ đi lên, anh em thấy cái mồng nó sẽ bắt đầu nó phát triển đúng không, và nó đi cao dần lên, nhưng mà này nó không có đó. Và nó láng à, nó không có cái phần mồng nó lên cao và nó theo cái phần sọ nó. Rồi tới một khúc khoảng nửa phần phần giữa cái quan, từ cái gốc mỏ tới cái mồng đó, thì nó sẽ bắt đầu nó giật lên và nó thẳng lên trên trời, nó chồm về phía trước và ở trên nó hơi bung xè ra thì gọi là mồng cong. Cái loại này cũng hiếm ha. Rồi tới mồng vua. Rồi trong cái mồng đó thì nó còn cái mồng lưỡi búa nè, rồi mồng lỗ nè ha. Rồi mồng chích á, thì có chích kỳ lân ha. Rồi chích kỳ lân hay là chích yên ngựa là một. Rồi chích cối ha. Rồi chích điếc. Rồi chích sừng. Chích sừng á, thì nó vẫn là chích kỳ lân nhưng biến tướng thêm có cái sừng. Thì cái sừng của nó thì có con thì nó chỉa đằng sau, có con thì chỉa tới đằng trước, có con thì nó cong, nó chồm tới đằng trước nữa anh em. Thì cái đó nó lại càng đẹp, nó càng quý ha. Thì cái nào nó cũng có cái tính chất, thì nhiều anh em chơi thì không có đặt nặng vào cái mồng, nhưng mà mình nói anh em, cái mặt của con gà nó thể hiện lên cái triển vọng, cái đường công danh của nó. Thì cái mồng nó là một cái yếu tố ở trong đó ha. Thì về cái cách chơi của người Việt Nam và người nước ngoài thì khác nhau. Người ta thì người ta lai đơn điệu từ vài cái dòng gà đó, người ta cái mồng gà ở trên con Việt Nam, gà Việt Nam mình thể hiện nhiều hơn, nó đa dạng hơn con gà Mỹ. Thì người ta không có chuộng và cái đó người ta chơi thực tế anh em ha. Thì người ta cắt gọn gàng đó, người ta chơi thực tế, chơi theo cái phần mà cắt tích cắt mồng là chơi theo gọn gàng, theo cái truyền thống xa xưa của mình là chơi gà đòn ha. Thực tế là cái người Mỹ người ta đi sâu về người Việt Nam mình, nhưng mà về các cái điều kiện để người ta phát triển thì nó có tuyệt vời, nó thành nó phát triển mạnh vậy thôi. Ở đâu cũng gà hay, ở đâu cũng gà dở anh em vậy á. Thì nói về mồng rồi, để cho anh em có cái khái niệm và nó cụ thể hơn ha. Thì Long chia sẻ như vậy. Còn cái mồng mà ba lá anh em, thì ba lá đứng thì nó gọi là chỉ thiên, mà nó chồm tới trước, nó nhúng đằng trước đó, thì nó gọi là mồng vua. Còn có một cái loại mồng dâu mà nó nhúng mà nó xếp cạnh đó anh em, nó không có nhúng cuộn mà nó nhúng theo sự kiểu xếp cạnh, xếp lớp đó. Còn nó khó nói, nếu không anh em không, mình không có cầm mình chỉ anh em được. Bây giờ thì chính sách YouTube này quay cũng không cận cảnh không được. Thì có cái mồng cạnh cài á, thì mình thấy cái con gà mà mồng cạnh cài á, thì nó là cái mồng dâu chỉ thiên á, mà thường nó đóng trên con gà, nó rất hay anh em ha. Thì đó là đôi lời của Long chia sẻ với anh em về một chút kinh nghiệm về cái mồng. Thì anh em nào tin thì đánh giá chơi thôi, chứ không có quan niệm là bắt buộc anh em mà phải theo mình ha. Thì con gà mồng cạnh cài cũng không có nhiều, nó là một cái hệ của cái mồng chóc, nếu mà nó đứng thẳng lên trời, còn nó chồm tới đằng trước nữa thì nó là mồng vua. Thì những con gà đó thường nó hay anh em ha. Cái lối đá dàn nạp của nó rất hay. Thì cái biến tướng mồng thì mình ông bà mình mới đặt ra những cái kiểu theo cái hình thái ha, hình thái. Còn người Mỹ người ta chỉ thực đơn giản, người ta chỉ phân tích ra mồng lá, mồng chập, mồng chích vậy đó, mồng chà vậy thôi rồi xong ha. Đó. Ví dụ như cái con gà mà mồng lưỡi búa đó, là nó kết hợp đi giữa cái con gà mà
mồng dâu ba lá với một sọ nó bự ra, nó cong ha, thì nó cũng hay đó. Mình thấy rất là nhiều con gà hay. Như mình thấy được mấy con gà nó về mồng lỗ nè, con gà mà mồng chà anh em, mồng chà mà có lỗ anh em, có lỗ xong nó có cái ngòi, mấy gà hay anh em. Mình gặp mấy con mình cũng theo chơi, của mấy đứa em mình nó chơi, nó ra gà vậy nó, của nó bổn nó đổ chơi, mà không có mua bán gì, năm đổ con mái một vậy đó. Mà nó ra tàn ra như vậy không, cái thứ của nó vậy không, đá thường 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 sổ gió ẹt à, anh em lủi lủi mà mài vậy mà vô cửa nó không đá kiểu đó nè, ngộ vậy nè. Thì chơi con gà nó có nhiều cái ngộ nên để chúng ta cứ càng cứ chăm chú vào nó hoài, không có cái sáng tỏ ha. Thì đó là đôi lời của Long chia sẻ tới những anh em mà yêu mến mà muốn biết ha. Rồi thân ái chào anh em nha.